Dạ em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin kính chào quý khán giả xem video trong và ngoài nước, là chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ trước mặt em đây là ông ngoại, được gọi là chú Quới U77 nè nha cả nhà. Còn bên đây là xe nè. Đó thì bây giờ là ông ngoại và phu nhân của ông ngoại, phu nhân mới nha cả nhà. Đó là chuẩn bị ra xe đi về quê. Để là hôm nay bà ngoại đưa ông ngoại về quê ra mắt phía nhà gái. Rồi sau đó là sẽ thông báo cái ngày cưới tiếp theo đến quý cô chú anh chị đây. Đây là xe đây nè, em quay chiếc xe cho cô chú anh chị xem. Thì em sẽ chia sẻ video đến khi nào mà ông ngoại lên trên xe luôn nha cả nhà. Đây. Hết luôn rồi. Đó. Bà ngoại ơi, thì bây giờ là còn khoảng 10 phút nữa là xe sẽ chạy. Đó, thì giờ mình đang ngồi uống nước đây chờ xe. Bà ngoại giờ có nôn nóng để về đến nhà là ra mắt ông ngoại không? Nôn chứ, mừng chết luôn rồi. Dạ. Rồi lúc nãy giờ bà ngoại có gọi về quê báo là khi lên trên này đi một mình mà được này về là có chồng yêu dấu không? Có. Dạ, cho thông báo rồi hả bà ngoại. Thì bà ngoại cũng lên trên con để là tìm hiểu ông ngoại cũng được một ngày rồi. Bà ngoại thấy là anh em con trong quá trình chia sẻ video rồi tiếp đón bà ngoại, có những gì sơ sức không bà ngoại chia sẻ giùm con để anh em con học thêm kinh nghiệm ạ? Không, rất là vui. Mấy con vào nói cho mấy con vui lắm, vui tánh lắm, bà ngoại thích. Dạ. Nói chung là miễn sao mà ông bà ngoại mà hạnh phúc là tụi con mừng rồi. Mấy bữa là ông ngoại, và từ khi mà bà ngoại ở quận 12 đó là chuẩn bị đám cưới cho ông ngoại đó. Rồi xong rồi là không được sự thống nhất của gia đình của bà ngoại mà ở quận 12. Thì bên gia đình đó là chưa được thống nhất đó, rồi thấy ông ngoại buồn đó, tụi con cũng buồn lây. Từ khi mà thấy mà có bà ngoại lên trên này với ông ngoại vui cười trở lại đó. Nói chung là giống như là định mệnh tình người ta nói gì ta. Ở phải thì ông chờ ông đãi, còn tình yêu không mỉm cưỡng. Đang buồn cái có bà ngoại đến, giống như đây là chờ phạt độ cho ông ngoại rồi. Dạ. Quá trời hạnh phúc luôn quý vị ơi. Không, hình như duyên thiệt á, mà Phúc ở đâu. Dạ. Mà bước tới ổng chào liền, chứ mới có bước tới Phúc còn nói trời ơi cô lên hơi trễ rồi đó. Đúng rồi, hôm nay đó bà ngoại thấy chứng kiến đó, khi mà bà ngoại chờ ông ngoại đó, bà ngoại thấy chứng kiến không? Ừ. Mấy chục cô ngồi phía trước văn phòng để là chờ gặp ông ngoại. Ừ. Sau khi là biết là ông ngoại chia tay bà ngoại ở quận 12 và những cô đứng ứng tiễn tiếp theo đó, rồi bà ngoại sợ là ông ngoại nghe lời mấy cô đó rồi cái là không có đến với bà ngoại hả? À, đúng rồi. Bà ngoại lo không? Lo. Trời đã ơi. Nói với Phúc rồi mà bực bội lắm rồi đó nha. Hồi nãy lên nó ghen mà ghen ra mặt luôn kìa. Ngoan quẩy đòi lên bỏ đi về liền nữa. Tôi nói trời ơi ông ngoại, bây giờ quý cô đến mà ông ngoại không tiếp á thì kỳ lắm. Ngoan quẩy đòi thôi giờ đi về, ổng muốn làm thì ổng làm đi. Đúng là tình thương mà. Thương à mấy vị chứ không thương đâu vậy. Dạ. Giờ xe cũng chuẩn bị chạy rồi. Chắc nó chạy nó hú à. Ông ngoại ơi, thì bây giờ sao? Còn khoảng 5 phút nữa là xe chạy rồi. Là ông ngoại về quê của bà ngoại để ra mắt bên phía nhà bà ngoại đó. Cái cảm xúc của ông ngoại mà sau khi mà ông ngoại buồn mà bà ngoại quận 12 chia tay ông ngoại đó. Cái buồn mà con thấy buồn thê thảm. Rồi được bà ngoại Sóc Trăng lên đón nhận ông ngoại để về cùng một gia đình. Thì bây giờ về chuẩn bị ra mắt ở phía nhà gái rồi. Thì cái sự mà nôn nóng hay là cái hồi hộp như thế nào đó ông ngoại có thể chia sẻ giùm con không? Thì bây giờ nói chung là trở về bên quê của vợ đó thì hồi nào giờ mình chưa có đến đó lần nào hết. Thôi thì mình sợ là không biết ở đó là có mến thương mình hay không. Thì bây giờ nói chung là mình vì bà xã mà bà kêu về để mà cho biết quê bà đó. Thì mình vì chỗ đó mà mình đi, dù cái gặp giá nào rồi cũng phải đi đến nơi đến chốn đó. Chứ còn cái tình thương thì vì cái từ chỗ tình thương mình không có ngại gì khó khăn hết. Bây giờ đi ra đâu mình cũng đi. Thì bây giờ cứ quyết là phải đi tới nhà bà xã, dù cho gì là cũng phải đi tới. Dạ. Bây giờ tới mới biết trắng đen, chứ không tới sao biết được. Nói chung con nghĩ nếu mà bà ngoại mà không cảm mến ông ngoại thì không có đưa bà ông ngoại về quê bà ngoại cho ra mặt gia đình. Phải rồi. Dạ. Nếu mà ngày mai con nghĩ đi Cần Thơ, rồi sau đó là xong công việc Cần Thơ là xuống Phụng Hiệp. Nếu mà kịp giờ đó là hai đứa con ghé thăm ông bà ngoại. À,
báo mà trước khi nếu mà trước khi qua thì phải báo trước nghe, có sợ mình không có nhà bật cái gì đó nha, báo trước. Nhưng mà con báo trước thì thôi chứ không biết có đủ thời gian hay không. Đúng rồi, tại vì con đi xuống dưới là con phải ghé Cần Thơ có việc. Rồi sau đó là phải ghé qua Phụng Hiệp. Nên là cái thời gian đi ngắn quá, không biết là nếu mà dư thời gian là con sẽ ghé thăm bà ngoại liền. Đúng rồi, đúng rồi. Này cái mình đang sợ mà mình không có được cái gì thì thông báo trước, điện cho biết chứ biết số mà. Có số không là giữ là không có số gì. Con có lưu lại ở cái văn phòng mà. Hôm nay thấy ông ngoại vui cười con cũng vui lắm. Bữa nay vui. Nằm giàu giàu giống như là mình. Không thôi. Hồi tối sao cô cũng cho ông uống thuốc á. Cô có đem thuốc đi theo hết trơn à. Thấy ông bà ngoại. Thuốc ông sợ ông cũng như là ông ông ho ho hoài đó. Sợ ông sổ mũi nhức đầu rồi đó. Chắc khóc rồi ho quá. Ông cảm á, sao ông cảm. Nói chung nó cũng tội cho ông ngoại lại vậy nè. Chuẩn bị tới giờ đi mua nữ trang rồi. Bà ngoại ở quận 12 cũng thương ngoại lắm, ông ngoại cũng thương bà ngoại nữa. Nhưng mà chưa được có sự thống nhất gia đình phía bên chỗ bà ngoại quận 12. Là bên gia đình, cái người thân bên đó là chưa được thống nhất đó, thấy ông ngoại lớn tuổi đó. Rồi nên là đắn đo nên chưa thống nhất. Nhưng mà may mắn một chỗ là vừa ông ngoại vừa bị từ chối cái là có bà ngoại chặt đón nhận liền. Chẳng lẽ đón nhận xong còn đưa về quê nữa. Nó hay không bằng hơn ha. Duyên nợ. Cái mai cái dịp hên này rồi duyên nợ nó rồi chắc ở suốt đời luôn rồi đó. Cái gì đó. Không bươi chảy gì nữa. Không còn bươi chảy gì hết. Hôm qua ngoại nói với con á, thôi đợt này chắc ông thua thủ một mình nữa rồi mấy đứa ơi, nghe nói mà thấy thương. Người mới tính là thua thủ thì sẽ còn gì nữa đâu. Bữa hôm mình lại, bữa hôm tôi lại lại đang trong quán này. Quán này là quán này luôn hay? Quán này. Cái chợ đó đấy chắc. Chợ đó ngoại. Xe này là mình đi tới quê luôn hả ngoại? Tới nhà bà ngoại nè. Tới nhà ngay tới cửa nhà luôn bà ngoại. Không, chợ đi vô, đi xe ôm vô. Là khoảng bao nhiêu cây nó mới tới nhà bà ngoại? Có cây vậy. Cây cũng gần mà. Cái xe chạy lẹ năm. Cái này nó chạy xuống tới 2 năm đó, rồi quẹo qua phía đây làm vô nhà bà. Bà ngoại về nôn chưa, nôn về quê chưa, nôn về quê cái mặt cháu nha. Nôn dữ lắm mà đó. Ê, xe đây nha cả nhà đó, thì em sẽ ngồi trò chuyện với ngoại đến khi nào mà xe ngoại lên xe. Thì em và Nghĩa hai anh em sẽ đi về, rồi sau đó là chuẩn bị sắp xếp để đi Hậu Giang. Rồi thì Hậu Giang là Cần Thơ đó, rồi đi xuống đâu mười mấy cái số gì tới cái xe. 20 cây số rồi nó tới Cần Thơ chứ đâu phải ngay thành phố Cần Thơ đâu, thì cũng có đi vô chỗ ngay thành phố Cần Thơ à. Đó đi xuống ngay thành phố Cần Thơ. Giờ nào ông hút đi mình cũng lên thôi, mình cũng thấy mở tivi quy ra cũng thấy à. Ừ. Nói đâu thì người ta dòm thấy hết trơn rồi. Bữa nay thấy ông ngoại vui vui lây. Không, con nghĩ là ông ngoại với bà ngoại đến với nhau là ông ngoại phát tài đó. Thấy bà ngoại lúc nào cũng cười đó. Phát tài rồi. Không mà có tánh vui lắm cô, vui cô quá vui rồi. Nhưng hôm ngủ không được mấy đứa trên này cười, tôi có lội lên nữa rồi. Đang cười chút cho nó khỏe. Xe sắp chạy á. Xe sắp chạy. Nó sắp chạy rồi, chạy nó hú. Đây về quê là đi khoảng mấy tiếng tới nhà bà ngoại, xe chạy mấy tiếng tới? Xe này mà chạy giờ này chắc có khoảng 12 giờ, 2 giờ, 1 giờ. Cũng xa dữ. Không phải mà nó chạy liền đâu, nó còn dài dài, nó rất khắc nữa. Tung vô chợ bố tụi. Nó tới từ đây dài dài, ăn xương này rồi này nọ đâu. Hồi giờ trước khi ông ngoại về đó thì cũng chúc cho hai cháu coi như là vạn sự được bình yên và làm nhiệm vụ rất tích cực để giúp cho bao nhiêu người cũng như ngoại nhiều. Dạ cảm ơn ông ngoại, miễn sao mà ông bà ngoại hạnh phúc là tụi con vui rồi. Rồi ông ngoại thì chắc bảo đảm hạnh phúc rồi, bị cái này là tự mình tìm
dính với nhau thì chắc là hạnh phúc rồi. Dạ. Ừ, thương nhau lắm. Nhưng mà chúc cho hai cháu ở đây ráng mà làm những cái chương trình này được nhiều hơn nữa càng tốt cho những người. Hai đứa nói chung là ai cũng thương lên, coi đó ai cũng trời, nói chuyện dễ mến dễ thương lắm ở dưới nha, với cô ai cũng xem chương trình thấy cũng nói chuyện gì rất là nghe em có tai gì đâu luôn á. Với nhà ngoại với mình là có các cô các chú độc thân gì không ngoại dẫn lên đây để dốc mấy đứa nói kè. Dạ. Nó kêu chừng nào bà xong nó tới tôi. Còn sao nhóc ngoại xong là tới tôi là kia, sao mấy người kia mấy người kia nói em ốc á, ý là nói là bà ngoại đi lên gặp xong bà ngoại để mà tắm cước xong hơi rồi tới là mấy đứa đi theo nhà bà ngoại lên để tiễn chồng tiếp đúng không? Tiếp liên tục bà giá nhiều lắm. Bởi vì có cái chương trình này mới lục đạo được, chứ còn ở dưới tao đi kiếm tùm lum mà không có. Lợi bà nào cũng đòi bắt rễ, chứ bây giờ con đi mặn hết trơn, tụi nhà tụi mua mấy nhỏ. Dạ. Nó gửi tiền gì cung cấp mà tôi đâu bỏ đi được. Chỉ không đó, mà lên đây rồi thì chứ bằng sờ qua tay là lụng qua tay lụng. Cho mình cỡ nào cũng không bằng chồng vợ hết trơn. Ừ. Chỗ này rất dễ, lên tới chỗ này là rất dễ. Nó còn vợ còn con đó nữa. Ai cũng vậy, nó lo thì nó lo cho mình một phần nào thôi. Bây giờ nó dụ như mình vợ chồng mình nằm kề nhau có bệnh hoạn đau ốm là mình biết liền, còn con mình tới chừng nó biết chắc ở đây ngủm mẹ nó rồi. Ừ. Đâu còn gì đâu. Ở vậy duyên số mình đến thì nó đến như vậy. Thì với chị hai ông bà cái chăn nuôi được cũng sống. Ừ, trời ơi. Khỏe. Gà cho dịch ăn rồi. Ngoại đó ngoại không cần làm đủ tiền. Ừ, đủ. Thiệt. Không phải là tiền gửi gia đình mà. Ừ. Không phải là còn cũng phải làm. Làm chừng nào cái số tiền đó mình để đây, chừng nào mình không còn làm nổi mình đem ra mình xài, chứ còn mà nếu còn làm được làm ngày nào ăn ngày nấy. Cô thích vậy đó. Bà nói đừng có ỷ mà cái đó mà ăn hết rồi bà không bây giờ tiền kho làm kho ăn là cũng hết. Đúng rồi. Dạ. Bà nói thì nghe được lắm rồi. Bà con thấy bà ngoại ở dưới là chăn nuôi nè, cũng mua bán là hàng tháng là bà ngoại bà xuất ra ba bán một lần đó, tại thấy cũng có đồng vô đồng ra nên bà ngoại cũng đỡ gánh nặng một phần nào. Ừ, cũng vợ vậy thôi thôi. Ông ngoại năm nay thì cũng là 77 chứ còn gặp bà ngoại mà vui vẻ rồi cuộc sống ông ngoại có thể ông ngoại sống tới 90 mấy 100 không chừng. Dạ, ừ. Nếu mà thấy cái bà ngoại mà về chăm sóc cho chăm sóc này kia là nghĩ là thọ lắm. Thọ. Nãy chiếc xe nghĩa để đó, chiếc xe nghĩa thấy ai đang quay đầu ra không? Ông ngoại chứ ai? Ra quay cái dèo. Quay cái gục chiếc gì đâu? Hả, ông ngoại quay cái dèo. Ở dưới quê là ông ngoại đi chợ là tự chạy xe luôn không ngoại? Tự chạy xe, đi chợ chạy Vinh Bến Tre rồi chơi đó. Đâu có dữ lắm. Bởi vì bà ngoại mà về với ông ngoại rồi là mày thấy ông ngoại rảnh rảnh là chở đi chơi. Đi chơi đi chơi. Vì sắp tới giờ rồi hả gì ông ngoại? Chắc nó lên rồi đó. 20 rồi nè. Rồi. Vậy thôi, rồi vậy thôi, vậy chào các con nha. Không, nhầm khi nó quên á, mình ngồi đây á. Lại hỏi thứ hai, để công lên hết, ngồi chờ nó. Nãy dặn nó, mình đi trước, mình ngồi đó. Không, lại hỏi. Mình nãy dặn nó đi. Người ta ngồi xe nha cả nhà, chỉ hỏi khi nào xe chạy nè. Dặn ngồi trước á, không có ngồi sau không được. Ngồi trước sau cũng được mà. Mình về tới cái chỗ cái xã gì ta? Xã gì? Chỗ em ở đó. Ở xã Vĩnh Quế. Xã Vĩnh Quế. Tới xã. Chạy chưa? Chạy chưa? Số cái chân khi nào chạy thì không hả? Tài xế kêu. Ngoại thôn nào? Giờ xe đã nổ máy cho để mở máy lạnh cho lạnh đó cả nhà. Thì ông ngoại đang nôn nao và nôn dễ về quê ra mắt nhà gái quý vị khán giả thân thương ơi. Ông ngoại ơi, về dưới mà coi cái ngày nào mà tốt tốt đó, cái gọi trước cho con nha. Cái ở trên này con thông báo là con mời quý vị khán giả lại để dự cái ngày đám cưới của ông ngoại luôn. Đó, cái gọi cho con, cái ngày nào tốt tốt đó, cái ông bà ngoại gọi lên là trên này con thông báo video luôn. Để là mai mốt là quý vị khán giả cái đến chúc vui cho ông bà ngoại giống như đám cưới của chú U70 bữa vậy đó. Giờ thấy ông ngoại nôn nao rồi. Ngoại nôn quá trời nôn.
đó, xe đây cả nhà, nè xe nè, đó. Đi đi về giờ này là chờ mát á ông bà ngoại ha. Giờ giờ này đi buổi chiều tối thì chờ mát. Dạ. Dạ. Ông ngoại có xe xe vô không ngoại? Có xe gửi dưới bến xe Bảo Ngọc. Ông ngoại đi xe có bị say xe không? Không không có xe gì hết. Đi đâu có đâu cũng được hết nha. Có xe xe con đi ghé con mua thuốc. Có bán thuốc không cháu? Cháu ơi. Bán thuốc không? Đây. Có bán thuốc không? Thuốc. Có không? Có 12 giờ. Đó là gia đình của cô, gia đình của bà ngoại đang gọi hỏi là ông bà ngoại lên xe chưa. Đó bên nhà gái gọi. Gọi hỏi là lên xe chưa đó quý vị khán giả. Đó, hiện tại giờ là gia đình của bà ngoại á gọi hỏi là ông bà ngoại lên xe chưa. Đó, đang nôn nao rồi. Hai chai đó với nhà ly cà phê đá nè. À giờ hỏi là ông bà ngoại là đi tới đâu rồi hả? Nôn quá, nôn dữ lắm rồi. Lúc nãy là con thấy bà ngoại nghe điện thoại là ở dưới quê ai gọi lên cho bà ngoại. Bà ngoại là đang chăm gà cho bà ngoại dưới quê đó hả? Vợ của cậu Út là nói là cậu Út nói là em Út của bà ngoại đó em ruột. Dạ. Là hỏi ông bà ngoại đi tính đâu rồi hả? Tính đâu rồi. Ở dưới quê vậy nôn dữ lắm hả bà ngoại? Nghe được bà ngoại có chồng nôn. Bà ngoại ơi, bây giờ lên đây rồi tiễn được chồng cái gì đó, rồi giờ vui không? Vui, trời ơi, vui, không vui sao lên tới trên này. Mà hên á, lên có liền phải ở 20 ngày rồi đợi thời gian chắc một tuần nữa. Đúng không? Hên á. Lên cái gặp ông ngoại đẹp trai liền. Nếu mà không gặp ông ngoại thì mình cũng lên cũng thời gian cũng lâu chứ bộ. Dạ, cái duyên đó bà ngoại. Nói là còn lâu chứ bộ. Dạ, cái duyên nợ mà. Bây giờ mà cô nghĩ chung á, cô nói bây giờ anh em không đồng ý cũng cô không cần. Vậy là cô bây giờ cuộc sống của cô cũng chưa có anh em nào mà lo cho cô được mà để tới cô 100 tuổi già hết. Chỉ có vợ chồng thôi. Bây giờ mấy đứa nào nó cũng lo việc của nó. Thành khi á, cô ngủ một mình lên một đêm nha, khi nằm khóc luôn. Người ta có chồng có vợ mình ngủ mình dơ dơ lặt nhặt. Ngủ có mà trước luôn, không có ngủ trong nhà nữa, ngủ là giữ gà. Rồi ba bốn con chó nó ngủ xanh quanh nó đó. Mấy đứa nó nói đụng mà ai mà vô bắt bả được cái tôi đốt chó bả con 20 ký. Ngủ ngoài không ha? Có che có bạc ra ngoài bỏ vô giạc đó, tối là ra ngủ đó. Bắt bóng đèn sáng, hai cái bóng đèn ở trước ở sau rồi là ngủ tới sáng gì đó rồi cuốn là cho gà ăn. Ở dưới mình đã làm gì bây giờ, nói chung là mình giàu có gì cũng vậy, mình cũng phải làm nó mới có chứ đừng có thấy mà giàu có rồi ăn ở không đâu có được, phải làm. Cũng có tật mà cô không làm là không chịu nổi đâu, không làm là bệnh đó. Bà ngoại ở dưới quê mình nuôi được mấy trăm con gà không bà ngoại? Cỡ 200 ạ. Wow, 200 là nhiều lắm à. Dạ. Bây giờ nó được ấp nhóc nữa gà. Bà ngoại có nuôi gà đá không? Có. Nuôi gà đá mà không có dám nuôi nhiều, mới mua một con đâu mấy trăm còn bỏ trong chuồng, nó không biết mấy đứa nào có hay cho gà ăn không quên. Dạ. Mới mua về đó, mới mua cái nào người ta bán thấy tốt gà đẹp là mua, gà trống để về cái mình gầy gà để lạp mái. Dạ. Gà nào cũng có. Làm như giờ trên xe cũng có bà con ngồi trên xe đó. Máy lạnh đồ mở rồi, bà ngoại có lên đâu để đăng ký chỗ trước không? Thì bây giờ mình lên trước đây, sợ nãy có dặn nó trước mà không biết nữa, nó không thôi sợ làm ăn sao. Thì bà ngoại lại nói đi, vậy bà gì ông với bà ngoại lại nói đi. Rồi. Dạ. Dạ, đã được rồi ông ngoại. Dạ, con mượn. Rồi, ông bà ngoại lên xe ha. Đây là cả nhà, bây giờ bắt đầu là ông bà ngoại lên xe. À, cũng chúc ông bà thượng lộ bình an.
Rồi con chào ông ngoại, bà ngoại thượng lộ bình an. Dạ, đó giờ giờ là ông bà ngoại lên xe nè. Đó, ông bà ngoại lên xe nha quý vị thân thương. Rồi con chào ông bà ngoại nha. Ông ngoại ơi, để thuốc xuống ông ngoại ơi, lên xe rồi. Rồi đây cả nhà, ông bà ngoại lên xe. Đó, ông bà ngoại lên xe nha cả nhà thân thương. Thì hôm nay em và anh Phúc cũng đã đưa ông ngoại và bà ngoại ra ngoài chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, và ông ngoại và bà ngoại đã đi lên xe rồi cô chú. Bây giờ sẽ chuẩn bị lăn bánh và đi về nhà của bà ngoại nha. Rồi vài bữa nữa ông ngoại sẽ đi về bên nhà của ông ngoại.